Ngay một giải đầu tiên thi đấu cho Saigon Heat tại giải bóng rổ vô địch Đông Nam Á IBL, Stefan Nguyễn đã nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình và góp phần giúp câu lạc bộ có lần thứ hai liên tiếp lọt vào bán kết. Chưa dừng lại ở đó, sau khi mùa giải IBL 2015-2016 kết thúc, Stefan Nguyễn lại bắt đầu một thử thách mới, một điểm đến mới, một giải đấu mới. Lần này là câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Đà Nẵng Dragons, và tham gia tranh tài cả giải rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam VBA. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Saigon Heat và Đà Nẵng Dragons đó là Saigon Heat đã có một nền tảng phát triển, trong khi Đà Nẵng Dragons là một đội bóng còn rất mới. Và tại đây, khán giả cũng chưa biết nhiều về bóng rổ. Dẫu vậy, đây vẫn là một cơ hội rất tốt cho Đà Nẵng để có thể chứng tỏ khả năng của mình. Mặc dù chúng tôi có khởi đầu khá khó khăn, nhưng việc thua trận giúp chúng tôi nhìn ra điểm yếu của mình, và đôi khi chúng ta phải thua một vài trận để có thể giành thắng lợi cuối cùng. Sau khi đầu trận vật tại VBA, Đà Nẵng Dragons đã có chiến thắng đầu tay trước Cần Thơ Catfish trên sân nhà nhờ sự thay đổi chiến thuật hợp lý, tận dụng tối đa lợi thế của các cầu thủ. Trong đó, đối với riêng Stefan Nguyễn, do sở hữu chiều cao nổi trội, anh được phân công theo kẻ các đối thủ lợi hại đến từ Mỹ. Đây là điều khác biệt đối với Stefan khi chơi tại Saigon Heat và tạo thuận lợi không nhỏ cho đồng đội ghi điểm. Tôi vẫn nghĩ rằng Đà Nẵng sẽ trở thành nhà vô địch. Sau trận thắng đó, chúng tôi mong rằng khán giả cả nước và Đà Nẵng có thể tin tưởng hơn vào khả năng của chúng tôi. Đà Nẵng vẫn có cơ hội lật ngược tình thế khi mùa giải chỉ mới bắt đầu. Họ vẫn còn 12 trận nữa để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Với sự xuất sắc và cơ động của Stefan Nguyễn cùng sự tiến bộ của các đội binh, Đà Nẵng Dragons đang cho thấy họ vẫn là một đối thủ cần dè chừng trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch VBA mùa giải này.